lại các bạn trong chuyên mục luật sư tư vấn trên kênh Luật Việt Nam. Như các bạn đã biết, sổ đỏ là một trong những giấy tờ quan trọng ghi nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Chuyên mục luật sư tư vấn hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng đến từ văn phòng luật sư Kết Nối sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết thủ tục làm sổ đỏ cùng những thông tin liên quan. Ngoài ra, bạn có thể truy cập chuyên mục luật sư tư vấn tại website luatvietnam.vn, sau đó nhấn tạo câu hỏi để đặt câu hỏi và được hỗ trợ sớm nhất. Còn sau đây là phần tư vấn của luật sư với chủ đề ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả của chương trình Luật Việt Nam. Tôi là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng thuộc văn phòng luật sư Kết Nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Hôm nay rất hân hạnh tham gia chương trình trả lời quý khán giả. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà dân gian chúng ta hay gọi là sổ đỏ. Đầu tiên, về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có các cái giấy tờ được quy định tại điều 100, 101 luật đất đai và nghị định 43 năm 2013. Cụ thể, những trường hợp như sau. Đó là những giấy tờ được các cơ quan nhà nước cấp trước năm 1993, hoặc những giấy tờ mua bán chuyển nhượng được xác nhận của Ủy ban nhân dân xã có trước năm 1993, những giấy tờ mà đăng ký trên hồ sơ địa chính nhà đất. Ngoài ra, những trường hợp khác mà chúng tôi dẫn chiếu cụ thể như quý vị đã thấy. Hồ sơ giấy tờ để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các tài liệu như sau. Căn cứ theo quy định tại điều 8 thông tư 24 năm 2014 hướng dẫn thì hồ sơ gồm có: 1. Đơn đăng ký theo mẫu của thông tư. Thứ hai là các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc tài sản được quy định tại điều 100 và 101 luật đất đai, cũng như là nghị định 43 năm 2014, nghị định của chính phủ. Thứ ba, trường hợp bạn đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất thì bạn phải cần cung cấp các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu tài sản. Thứ tư là các văn bản báo cáo rà soát kiểm tra hiện trạng đất, ranh giới thửa đất, cũng như là xác nhận có tranh chấp hay không của Ủy ban nhân dân xã phường nơi có đất. Tiếp theo đó là các văn bản giấy tờ về việc bạn yêu cầu miễn giảm tiền thuế đất nếu có. Trường hợp nếu như đất của bạn được cấp theo văn bản thỏa thuận hoặc bản án của tòa án thì bạn phải cung cấp văn bản thỏa thuận hoặc bản án để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ theo quy định tại điều 70 nghị định 43 năm 2014 thì trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. Trước hết, bạn sẽ nộp một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi có đất. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã phường sẽ kiểm tra hồ sơ đánh giá thực trạng thực tế và có báo cáo gửi lên trên văn phòng đăng ký nhà đất và phòng tài nguyên môi trường của quận huyện xem xét. Văn phòng đăng ký nhà đất và phòng tài nguyên môi trường sẽ thẩm định toàn bộ hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cấp đề xuất gửi lên. Nếu như hồ sơ của bạn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì văn phòng đăng ký nhà đất hoặc phòng tài nguyên môi trường sẽ gửi hồ sơ sang cho Ủy ban nhân dân huyện ký duyệt hồ sơ. Sau khi có sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ trả về cho Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn để
làm thủ tục trả cho người dân cũng như hoàn thiện các thủ tục đóng thuế lệ phí theo quy định của nhà nước. Đối với trường hợp làm thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là chuyển nhượng đất, thì các bước thủ tục như sau. Bước 1. Lập hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bước này chúng ta có thể tiến hành tại văn phòng công chứng. Ở một số địa phương, người dân hoàn toàn có thể liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã phường để xác nhận thủ tục chuyển nhượng đất. Bước 2, sau khi có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì các bên sẽ lập hồ sơ giấy tờ như chúng ta nhìn thấy ở đây, và hồ sơ sẽ được gửi đến văn phòng đăng ký nhà đất quận huyện nơi có đất. Sau khi bạn hoàn thiện thành hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bạn chuyển sang bước 2. Bước 2, các bạn hoàn thiện hồ sơ kê khai thuế nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước. Hồ sơ gồm những giấy tờ như sau. Liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp cho nhà nước trong trường hợp chuyển nhượng thì gồm những loại thuế như sau. Thứ nhất là thuế thu nhập cá nhân được tính trên giá trị được ghi trên hợp đồng. Mức thuế áp sẽ là 2% trên giá trị chuyển nhượng. Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn khung giá nhà nước thì sẽ tính trên khung giá nhà nước. Còn trường hợp mà giá trị chuyển nhượng cao hơn khung giá nhà nước sẽ áp dụng theo giá trị thực tế các bên chuyển nhượng. Thứ hai là lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ các bên sẽ phải nộp là 0,5% trên giá trị hợp đồng. Bước 3. Sau khi bạn đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước thì bạn lập hồ sơ để đề nghị sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ gồm những tài liệu như sau. Ngoài những cái khoản thuế như trên thì các bạn vẫn có thể sẽ phải nộp các khoản phí như lệ phí thẩm định, lệ phí cấp sổ theo quy định, và thời gian để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng mất thời gian khoảng 10 ngày theo quy định của pháp luật. Cảm ơn luật sư với những chia sẻ vô cùng chi tiết vừa rồi. Nếu quan tâm tới vấn đề khác, bạn có thể để lại bình luận phía dưới video này hoặc trực tiếp đặt câu hỏi tại chuyên mục luật sư tư vấn trên website luatvietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và bấm theo dõi kênh nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!